Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Hô hào tử thủ, thề sống chết chiến đấu, hay những câu thề thốt đao to búa lớn là một trong những tinh thần nhất quán của giới tướng lĩnh chỉ huy cấp cao nhất quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong những ngày cuối cùng của chế độ này. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Battle Cry tìm hiểu về những lần nói một đằng làm một nẻo của giới tướng lĩnh lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa. Phạm Văn Phú, sinh năm 1928, mất năm 1975. Mở đầu cho sự lươn lẹo này phải bắt đầu từ chiến dịch Tây Nguyên của quân giải phóng diễn ra từ ngày 4 tháng 3 năm 1975 với những lời tuyên bố đi vào lòng đất của tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, quân khu 2, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 14 tháng 3 năm 1975, giữa lúc nguy ngập, ông đã hùng hồn tuyên bố trước toàn quân: "Tôi sẽ sống chết với cao nguyên, tôi sẽ lấy máu mình để thu hồi Ba Mươi Thuật." Thế nhưng, đến ngày 15 tháng 3, tướng Phú đã lên máy bay rút chạy một mình bỏ về Nha Trang và bỏ lại 120.000 quân và hàng nghìn xe tăng, xe thiết giáp, pháo tan tác trên đường số 7. Ngày 16 tháng 3, nhận chỉ thị của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông được giao nhiệm vụ tổ chức và chỉ huy cuộc triệt thoái toàn bộ quân đoàn 2 và quân khu 2 về Tuy Hòa để tái phối trí lực lượng. Cuộc triệt thoái này đã thất bại hoàn toàn, gây rối loạn và thiệt hại nặng cho quân đoàn 2 và quân khu 2. Sáng ngày 29 tháng 4, tại tư dinh số 19, đường Gia Long, Sài Gòn, sau khi nhờ đại úy Đỗ Đắc Tân đưa phu nhân và các con đến sân bay Tân Sơn Nhất để di tản khỏi Việt Nam, tướng Phú đã tự sát bằng một liều thuốc độc cực mạnh. Trung úy Mạnh, sĩ quan an ninh, đã phát hiện và báo cho vợ con của ông. Tướng Phú được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vô vọng do ông đã uống quá nhiều thuốc độc. Ông bị hôn mê đến 11 giờ 15 phút trưa ngày 30 tháng 4. Ông thều thào tỉnh lại, hỏi vợ về tình hình chiến cuộc ra sao. Sau khi biết tin, Tổng thống Dương Văn Minh đã ra lệnh cho toàn bộ quân lực đầu hàng và quân giải phóng đã tiến vào Sài Gòn. Nghe xong, ông nhắm mắt và từ trần, hưởng dương 47 tuổi. Dẫu sao, khác với nhiều tướng lĩnh khác của quân đội Sài Gòn đã bỏ chạy một mình, thì tướng Phú còn có chút lòng tự trọng và danh dự vào những ngày cuối cùng. Ngô Quang Trưởng, sinh năm 1929, mất năm 2007, tư lệnh quân đoàn 1, quân khu 1. Tháng 3 năm 1975, khi quân giải phóng mở chiến dịch tấn công đồng loạt miền Nam, với chức vụ tư lệnh quân đoàn 1 và quân khu 1, ông được lệnh phải giữ bằng được Huế. Trong tình hình này, ông tuyên bố Việt Cộng phải bước qua xác tôi mới vào được cố đô Huế. Còn Tổng thống Thiệu thì tuyên bố trên đài Sài Gòn bỏ Kon Tum, Pleiku để bảo toàn lực lượng, còn Đà Nẵng, Huế, quân khu 3 sẽ phải giữ đến cùng. Nhưng sau ít lâu, có lệnh di tản Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân đoàn 1 và Đà Nẵng, lại cộng thêm xích mích gay gắt giữa ông với Tổng thống Thiệu. Cùng lúc đó, tin tức về việc bỏ cao nguyên cùng dòng người di tản hàng trăm ngàn người ùn đổ vào Đà Nẵng, khiến thành phố trở nên hoảng loạn và không thể kiểm soát được. Cộng với việc rút sư đoàn dù về Sài Gòn và tin đồn Tổng thống Thiệu muốn rút cả sư đoàn thủy quân lục chiến, khiến tinh thần binh sĩ của tướng trưởng đã xuống rất thấp. Quan và lính tranh nhau lên máy bay, gây ra cảnh ẩu đả náo loạn. Sĩ quan, binh lính đưa theo gia đình tháo chạy, gây ra cảnh cướp bóc, ẩu đả, đánh lẫn nhau. Hàng vạn lính mắc kẹt tại Đà Nẵng chạy ra bán đảo Sơn Trà, hòng thoát về phía Nam bằng đường biển, gây ra cảnh chen lấn, dẫm đạp tranh nhau xuống tàu. Cuộc di tản hoàn toàn thất bại, tổn thất toàn bộ lực lượng quân sự và cơ giới của quân đoàn 1 trong một thời gian rất ngắn. Thiệt hại đáng kể nhất là việc quân đội Việt Nam Cộng Hòa mất hoàn toàn quyền kiểm soát vùng lãnh thổ có 3 triệu dân và việc tan rã tới 4 sư đoàn quân chủ lực, trong đó có 2 sư đoàn thuộc hàng thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là sư đoàn 1 bộ binh và sư đoàn thủy quân lục chiến, đưa tới sự sụp đổ toàn bộ miền Nam một cách nhanh chóng, bất ngờ. Trong vòng 32 giờ, hơn 100.000 quân ở Đà Nẵng dưới quyền của tướng trưởng đã hoàn toàn tan rã và đầu hàng. Tướng Ngô Quang Trưởng đã không giữ lời hứa chết trong thành phố Huế, mà tìm cách bơi ra tàu chiến đang neo ở ngoài khơi Đà Nẵng để thoát khỏi vòng vây. Tướng trưởng phải bơi ra tàu đang neo ở ngoài khơi Đà Nẵng do sóng to và tàu neo xa bờ, khiến ông khi lên ở tàu trong tình trạng sức khỏe rất yếu, phải thở bằng máy. Tàu cập bến cảng Cam Ranh chở theo ông và hơn 4.000 thủy quân lục chiến. Sau đó, ông được chuyển vào Tổng Y viện Cộng Hòa chữa trị. Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, trước khi quân giải phóng từ mọi hướng đổ vào làm chủ thành phố, vợ con Ngô Quang Trưởng
theo sự hướng dẫn của viên sĩ quan người Mỹ xuống tàu thủy để ra đi. Riêng Ngô Quang Trưởng phải đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông di tản bằng trực thăng của tướng Nguyễn Cao Kỳ ra tàu sân bay của hạm đội 7. Rồi từ đó, ông ta đến đảo Guam để đoàn tụ gia đình. Tại đây, với sự giới thiệu của tướng Cushman, từng là cố vấn quân sự của Mỹ tại vùng 4 chiến thuật, trưởng và người con trai bắt đầu đi học nghề nông ở một nông trại cho tới lúc chuyển tới định cư tại Falls Church, tiểu bang Virginia, miền đông Hoa Kỳ. Lê Minh Đảo, sinh năm 1933, mất năm 2020. Chúng tôi sẽ đánh một trận dập đầu cộng quân để thế giới biết đến sức mạnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chuẩn tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18, tuyên bố tại Xuân Lộc ngày 12 tháng 4 năm 1975. Thực tế, Lê Minh Đảo và quân đội của ông ta đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho quân giải phóng trong trận Xuân Lộc từ ngày 9 đến ngày 20 tháng 4 năm 1975. Phía Việt Nam Cộng Hòa đã bắt đầu lạc quan khi cho rằng quân giải phóng sẽ không thể nào chiếm được Xuân Lộc, đặc biệt là khi tình hình tạm lắng vào ngày 14 tháng 4 càng làm củng cố thêm nhận định này. Tướng Đảo thậm chí đã cho mở họp báo ngay tại mặt trận và tuyên bố thách thức tướng Hoàng Cầm và nói rằng: "Tôi sẽ giữ Long Khánh, tôi sẽ đánh gục họ ở đây, cho dù họ có mang thêm 2 hay 3 sư đoàn." Thế nhưng, các tướng của quân giải phóng đã không để tướng Đảo được gáy khét thêm một lần nào nữa. Ngày 15 tháng 4, quân giải phóng miền Nam Việt Nam chuyển hướng tấn công. Pháo 130 ly bắt đầu bắn phá căn cứ không quân Biên Hòa, không cho máy bay từ đây yểm trợ Xuân Lộc. Quân giải phóng miền Nam đã đánh chiếm được ngã ba Dầu Dây, giao điểm quốc lộ 1 và quốc lộ 20. Xuân Lộc đã hoàn toàn bị cô lập và mất đi vị trí chiến lược của mình. Tướng Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa, ra lệnh rút bỏ Long Khánh. Tướng Lê Minh Đảo ban đầu tuyên bố tử thủ Xuân Lộc, nhưng cuối cùng đã cải trang làm dân thường, đi trên một chiếc xe lam chạy về Sài Gòn. Trên chuyến xe đó cũng có 2 trinh sát của quân giải phóng, nhưng họ thì không phát hiện ra ông Đảo. 2 anh lính động viên dân chúng trên xe cứ bình tĩnh. Đến chỗ ngã ba Tam Hiệp, Biên Hòa thì 2 trinh sát nhảy xuống và trả tiền xe. Trông thấy hành động này, tướng Đảo lắc đầu ngán ngẩm. Quân miền Bắc đánh thắng cũng đúng thôi, trong khi miền Nam thì Mỹ bỏ rơi, lính Việt Nam Cộng Hòa thì mặc sức cướp bóc, vô kỷ luật, làm gì có chuyện kỷ luật nghiêm như họ. Nguyễn Văn Thiệu trước thì vơ vét, sau thấy không ổn liền trốn mất, mặc kệ mọi người sống chết. Sau khi nhận được lệnh đầu hàng, ông ra lệnh giải tán đơn vị và tìm cách về Cần Thơ, rồi quay về Sài Gòn. Đến ngày 9 tháng 5 năm 1975, ông ra trình diện chính quyền mới và phải đi học tập cải tạo. Do tỏ thái độ bất hợp tác nên ông bị giam tới 17 năm, lâu nhất trong các tướng Việt Nam Cộng Hòa. Mãi đến ngày 5 tháng 5 năm 1992, ông mới được trả tự do. Ông về ở với mẹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 4 năm 1993, ông được xuất cảnh sang Hoa Kỳ theo diện HO và định cư cùng gia đình tại tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ. Nguyễn Cao Kỳ, sinh năm 1930, mất năm 2011. Trong giai đoạn 1975, ông là Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Trong nỗ lực cuối cùng, Nguyễn Cao Kỳ đã phát biểu trước khoảng 6.000 người Thiên Chúa Giáo, hữu khuynh vào xế trưa ngày 25 tháng 4 năm 1975 về chuyện phòng thủ Sài Gòn, rằng ông sẽ ở lại Sài Gòn và chiến đấu cho tới chết. Những kẻ chạy theo Mỹ là hèn nhát. Ông còn tuyên bố Sài Gòn sẽ trở thành một Leningrad thứ hai, nơi đã cầm cự 900 ngày trong vòng vây hãm. Việc phân phối vũ khí sẽ làm ngay, mọi người nên ở lại Sài Gòn. Nhưng mọi chuyện thì không diễn ra như dự tính của ông trước sức mạnh của đối phương. Hơn nữa, nhận thấy tình hình không thể cứu vãn nổi, nên sau cuộc phát biểu, Nguyễn Cao Kỳ lặng lẽ đi tới sân bay Tân Sơn Nhất để sắp xếp cho các máy bay di tản sang Thái Lan và đồng thời cũng bí mật ra lệnh cho một trực thăng đến đón mình. Bà Tuyết Mai và các con đã đi Honolulu trên chiếc máy bay quân sự cuối cùng của Mỹ cất cánh rời căn cứ không quân Tân Sơn Nhất. Sáng ngày 29 tháng 4, từ Bộ Tổng Tham mưu, ông đã dùng trực thăng UH-1 do chính ông lái bay ra hàng không mẫu hạng Midway để di tản ra ngoại quốc, bỏ lại sau lưng những lời thề hứa chiến đấu quyết tử mà ông từng hùng hồn tuyên bố trước đó 4 ngày. Cùng chuyến bay này còn có cả tướng Ngô Quang Trưởng, nguyên tư lệnh quân đoàn 1 và quân khu 1. Từ năm 2004 đến năm 2008, sau khi sống tại Hoa Kỳ, ông đã 4 lần về Việt Nam. Ông có tư tưởng muốn hàn gắn quan hệ giữa tầng lớp Việt kiều ngoài nước và chính quyền trong nước.
xây dựng quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam. Trong cuộc họp báo tại khách sạn Sheraton, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 15 tháng 1 năm 2004, ông Kỳ nói: "Tôi cũng muốn nói thêm rằng những người mà giờ phút này, sau 30 năm khi đất nước đã thống nhất và đây là lúc cần sự tập hợp của tất cả người Việt Nam trong cũng như ngoài nước để phục hưng đất nước, để Việt Nam trở thành một con rồng châu Á." Nguyễn Văn Thiệu sinh năm 1923, mất năm 2001. Ông là Tổng thống của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Trong những ngày cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, khi bị ép phải từ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 1975, ông đã lên truyền hình và đổ lỗi toàn bộ lỗi lầm cho người Mỹ bằng những lời cay cú công khai như: "Các ông đã tìm được đường rút lui trong danh dự. Hiện nay, khi quân đội chúng tôi thiếu vũ khí, đạn dược, không có máy bay trực thăng và B-52 yểm trợ, các ông đòi hỏi chúng tôi phải làm một điều không thể như dùng lá lấp biển. Giống như các ông chỉ đưa tôi có 3 đô la nhưng bắt chúng tôi phải đi máy bay hạng thương gia ở khách sạn cao cấp và ăn 3-4 miếng bít tết và vài ly rượu. Đó là điều kỳ quặc và không thể làm nổi." Nguyễn Văn Thiệu đổ lỗi thất bại cho người Mỹ và dùng những lời lẽ nửa trách móc, nửa thách thức như: "Người Mỹ đánh không lại Cộng sản nên bỏ mặc Việt Nam Cộng Hòa đánh một mình thì làm sao ăn? Có giỏi thì người Mỹ nhảy vào một lần nữa." Và trong những giờ phút cuối cùng trên TV, ông đã nói Mỹ là một đồng minh vô nhân đạo với những hành động vô nhân đạo. Cũng trong bài từ chức, ông tuyên bố mạnh mẽ rằng: "Dù mất một Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, quân đội vẫn còn Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, đồng bào vẫn còn một chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu. Tôi nguyện sẽ chiến đấu kề bên anh em chiến sĩ." Ấy thế nhưng chỉ vài ngày sau thì Trung tướng chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu đã bí mật lên chuyên cơ rời Sài Gòn vào đêm ngày 25 tháng 4 năm 1975. Khác với các tướng lĩnh của chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Văn Thiệu rất ít khi tham gia vào những hội nhóm chống cộng ở hải ngoại sau khi đến định cư tại Mỹ. Việc Nguyễn Văn Thiệu ít khi xuất hiện trước công chúng là do lo ngại sự thù địch của người Việt Nam tị nạn Cộng sản, những người tin rằng ông là nhân tố chính khiến Việt Nam Cộng Hòa chiến bại. Tuy nhiên, ông từng có một số buổi trao đổi với cộng đồng người Việt sau khi sang Hoa Kỳ định cư. Năm 1992, ông Thiệu lên tiếng tố cáo sự xích lại gần nhau giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng từ năm 1993 thì lại có ý muốn thiện chí tham gia vào các cuộc thảo luận hòa giải dân tộc nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng kiều bào có cơ hội trở về nước. Trong một buổi phỏng vấn năm 1993, ông cho rằng Việt Nam cần phải được dân chủ hóa nhưng phải bằng một giải pháp chính trị ôn hòa, không bạo động để tránh một cuộc nội chiến gây hận thù triền miên cho các thế hệ mai sau. Cũng trong buổi phỏng vấn này, ông nói rằng mình đã không làm tròn được nhiệm vụ mà nhân dân giao phó, dù đã cố gắng trong khả năng chức vị của ông đối với Cộng sản và kể cả đối với đồng minh, đồng thời tuyên bố nhận lãnh trách nhiệm hoàn toàn trước nhân dân và lịch sử. Trên đây là những lần tướng lĩnh lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa từng tuyên bố một đằng nhưng thực hiện một nẻo. Mỗi một vị sau này đều có một số phận khác nhau nhưng nhìn chung họ đều có một phần kết khá lặng lẽ. Thật khó để khẳng định rằng liệu họ có còn mang lòng thù hận không? Chỉ có thể nói rằng tất cả đều đã lặng lẽ trước kết cục của đời mình và sự nghiệp của mình.